Nâng lên mọi cột mốc cùng Carlsberg. Chất men của thành công. Carlsberg chỉ một chất men đánh ngàn thành tựu. Xin chào các chef. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, founder của K33. Tôi là một kỹ sư, nhưng hơn cả tôi là một người cha của hai đứa con. K33 ra đời từ những trăn trở của tôi khi đưa đón đứa con gái của mình đi học. Và tôi thấy đây cũng là những điều trăn trở của rất nhiều cha mẹ phụ huynh khác. Đó là nắng mưa, khói bụi, là tiếng ồn, là sự không an toàn khi di chuyển bằng xe máy. Đó là tắc đường, là khoản chi phí mua xe và sử dụng xe hàng tháng. Và theo tôi, đó còn là một sự lãng phí rất lớn về không gian khi sử dụng một chiếc xe 4 chỗ nhưng chỉ đi có 2 người. Chúng tôi tin rằng với sản phẩm K33 đang tạo ra, tất cả mọi người sẽ có một cuộc sống an toàn, trong lành và tiện nghi hơn. Cha mẹ và các con sẽ có thêm những khoảng thời gian quý báu bên nhau. Người già, người có sức khỏe yếu, người phụ nữ đang mang thai sẽ có thêm một loại phương tiện an toàn, nhỏ gọn, dễ lái để đi làm, đi chợ hoặc đưa đón con cháu mình đi học. Những người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp sẽ không cần phải đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa hay một loạt các phụ kiện bảo hộ khác khi lưu thông trên đường. Và đây là sản phẩm mà K33 đang tạo ra. Đó là một chiếc xe điện, 3 bánh thân hẹp, nó có buồng lái kín, có hệ thống điều hòa nhiệt độ. Và đặc biệt, chiếc xe này được trang bị cơ chế cân bằng chủ động để khắc phục nhược điểm lớn nhất của các chiếc xe điện, các chiếc xe thân hẹp nói chung, đó là dễ bị lật khi vào cua. Nó có thể di chuyển 200 km trên một lần sạc với phiên bản pin gắn liền thân xe, hoặc 150 km với phiên bản pin có thể tháo rời. Và xin giới thiệu các sắc phiên bản MVP hiện tại của chúng tôi. Nó được thiết kế với 2 bánh trước và 1 bánh sau. Ngoài yếu tố thẩm mỹ thì với thiết kế này, chiếc xe sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp hoặc khi xảy ra va chạm với các xe khác ở trên đường. Nó có diện tích chiếm dụng mặt đường tương đương với một chiếc xe máy và bằng 1/3 so với chiếc ô tô bé nhất đang bán trên ngoài thị trường. Đây là phiên bản MVP mới nhất của chúng tôi. Nó đã trang bị được đầy đủ hệ thống lái, hệ thống treo, hệ thống cân bằng. Và hiện tại chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống khung vỏ và các tiện ích trên xe như điều hòa nhiệt độ, hệ thống giải trí với giá bán dự kiến 100 triệu. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là phương tiện tối ưu cho loại hình giao thông đô thị. Tôi xin kính chào tất cả các sắc. Tôi tên là Tiến, co-founder cùng với Tuấn Anh. Tôi là một kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Hiện tại xe đã có thời gian chạy thử là 6 tháng. Với thời gian thử nghiệm đã được đánh giá những tính năng kỹ thuật cơ bản là ok. Đây là pin có thể tháo lắp chúng tôi đã làm ra, công suất là 2 kWh. Chúng tôi đến đây kêu gọi vốn với số tiền là 1.8 tỷ cho 5% cổ phần. Rất là mong với sự ủng hộ và đồng hành của các sắc. K33 nghĩa là gì? K là ô tô, 33 là 3 bánh. Ô tô à? Thế thì bây giờ bạn gọi nó là ô tô hay gọi là xe máy? Có rất nhiều người hỏi em câu đó và em trả lời rằng không phải ô tô, không phải xe máy, nó là một thứ đến từ tương lai. Mọi người hỏi không quan trọng, công ty đăng kiểm họ sẽ hỏi bạn thì bạn trả lời thế nào? Hiện tại đang có 38 trên tổng số 52 bang ở Mỹ cho lưu hành một loại xe tương tự giống của em và người ta cần bằng lái ô tô, không phải là xe máy. Cái này ở châu Âu cũng khá phổ biến. Khi mà tôi nhìn cái mô hình này, tôi đã nhìn thấy ở châu Âu rất nhiều. Dạ. Nếu bạn mình nghĩ là ô tô 3 bánh, bạn sẽ không phải đội mũ bảo hiểm, bạn được tham gia vào làn ô tô, bạn sẽ được dùng bằng lái ô tô B2 để bạn lái cái xe này. Không phải thi một cái bằng đặc thù là cái bằng A2 đặc thù cho xe 3 bánh nữa. Mà thực ra thì theo cảm nhận của tôi thì tôi cho nó là ô tô chứ không coi nó là xe máy. Dạ vâng, em cũng muốn nó là ô tô. Tôi một chút đi luôn. Thực sự là với cái nhìn sản phẩm này thì tôi thấy cũng là khâm phục cái ước mơ và cái nỗ lực mà bạn trong cái việc là phát triển ra cái MVP này. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái hệ thống các quy định tại Việt Nam thì các cái sản phẩm như thế này, tôi quan điểm cá nhân của tôi thì là sẽ rất khó để có thể được đăng kiểm lưu hành. Sân chơi sắc tanh nó cho rằng nó là sân chơi của kinh doanh, những cái dự án kinh doanh khả thi mà sản sinh ra doanh thu và lợi nhuận ngay, nó không phải là sân chơi của cái ước mơ. Mà đối với tôi thì cái ước mơ này thì tôi nghĩ là nó hơi viển vông, bởi vì là rất là khó có thể đưa vào hiện thực. Đấy, chính vì vậy nên là tôi sẽ không đầu tư. Cho em nói một chút, bản thân em là một người rất yêu xe máy, em đã đi phượt từ Bắc vào Nam bằng xe máy. Nhưng em chỉ yêu ô tô khi em chở đứa con gái của em đi học bằng xe máy thôi. Các sắc thử tưởng tượng một ngày tất cả mọi người đi ô tô như ở Mỹ, như ở châu Âu, liệu các sắc có đi ô tô được không? Đến khi nào thì hạ tầng giao thông công cộng phát triển? Em không thể làm được cái đó. Cái em có thể làm được đó là tạo ra một sản phẩm mà em nghĩ sẽ dần dần xóa bỏ văn hóa xe máy. Hiện tại nó không có vỏ thôi, nhưng một khi nó có vỏ, em tháo vỏ ra rồi, một khi em ngồi trong một cái vỏ thì em không thể đi như xe máy được, phải tuân thủ luật giao thông, không thể lên vỉa hè, không thể tạt, không thể đơn giản là đi ngòng một phát cô ấy bàn trong cái này cái kia, không, không có, vẫn phải đỗ đàng hoàng. Chúng ta đã phải nói lời cảm ơn với rất nhiều công ty nước ngoài vì họ đã mang cho chúng ta xe máy, ô tô, xe đạp. Thì xe điện là một cơ hội rất lớn, không chỉ bọn em mà cho rất nhiều doanh nghiệp khác có thể làm được cái gì đó cho đất nước này và xuất khẩu. Và em nghĩ em sẽ xuất khẩu trước khi bán ở Việt Nam, sẽ có một nơi nào đó chấp nhận cái xe này. Bằng chứng là Mỹ có, Nhật có, châu Âu có,
Tôi nghĩ là bạn đã làm ra được cái MPP như thế này rồi thì cái việc nó thành xe máy hay thành ô tô nó chỉ là phút mốt, không khó. Vậy cho nên là phải thay đổi cái hệ thống lái, thêm một cái bánh nữa thế là xong, nó thành ô tô ngay. Thêm một cái bánh. Mini không, nó thành đúng city car, nó gọi là city car. Mà chỉ chạy dưới 50 cây số thôi, không cần đến 85 cây số giờ. Vâng, chính xác. Và vẫn được tham gia vào làn ô tô bình thường. Thực ra ví dụ như đối với Việt Nam thì giao thông hỗn hợp vẫn còn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái này là một cái tương đối có tiềm năng. Mà cái vấn đề ở đây là cái bức tranh kinh tế của nó thôi. Bạn nghĩ sao? Nếu mà giả sử như tôi đầu tư vào thì là bạn cho tôi bức tranh sau 3 năm, 5 năm, bạn sẽ đưa cái công ty này đến đâu? Tham vọng của bạn là gì? Tầm nhìn của K33 đến năm 2030 sẽ là công ty số 1 ở Đông Nam Á về lĩnh vực micro mobility. Hàng đầu thì nó khoảng bao nhiêu doanh thu, bao nhiêu giá trị công ty hay là bán được bao nhiêu sản phẩm? Thẳng thắn thì em xin lỗi, em chưa nhìn xa về thế. Em đến đây để kêu gọi số vốn với tầm nhìn là 6 tháng để em tạo ra thêm 5 sản phẩm nữa, trong đó có 2 phiên bản pin gắn liền, 2 phiên bản pin tháo rời. Tôi nghĩ rằng là bạn nên đầu tư vào cái việc hoàn thiện một sản phẩm và để cho nó ra thị trường đã, rồi sau đó mình đa dạng hóa sản phẩm. Dạ vâng. Anh nhìn em ấy giống như anh ngày xưa đó, giống y, nghĩa là trong tư tưởng của mình là khi nhìn nhận một vấn đề mà người khác phản ứng với mình làm thấy rất là buồn, vì mình có cái niềm đam mê đó và trái bản, lúc nào mình cũng nghĩ về nó và xây tất cả ý kiến của mọi người nó có phần lệch lạc, nó không có đúng. Rồi sau đó là sao? Em không bao giờ em công nhận cái số liệu thực tế nó phản ánh cái vấn đề. Lý do tại sao đăng ký người ta không chấp nhận? Lý do sao ao Mỹ nó bán số lượng ít như vậy, vân vân. Tại em không chấp nhận điều đó và muốn thay đổi điều đó. Nó không phải là viễn vông, nhưng mà em rất là khó thay đổi cái tư duy của người ta. Em muốn đi một cách mà nó an toàn nhất, là cách tốt nhất là nên đi theo cái lối người ta đã dẫn đường trước và mình chỉ mở rộng nó thôi. Không thể nào mình ban rừng mình lên đó là ráng rít rồi nó bu nó cắn mình cũng chết, hiểu không nè? Mình tìm một cái lối đi mà ở đó là khó còn chết nè. Và em chưa ra sản phẩm, em chưa thương mại hóa, chưa được cấp phép nè. Số tiền này là nó rất là bé, nó chỉ đi xe vài ngày hết lẹ, tiếp tục cục trường trên em đi gọi bóng, nó tiếp tục phải. Em đâu có thời gian suy nghĩ, đúng không nè? Cho nên bây giờ chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề là cuộc đời mình có 20-30 năm làm việc thôi, được khoảng dưới 10.000 ngày làm việc thôi. Và chúng ta hy sinh tuổi trẻ chúng ta hết rồi, sau này chúng ta sẽ tiếc nuối về chuyện đó. Giống như anh ngày xưa anh cứ gọi ho vốn hoài mà chẳng ai đồng ý. Không phải người ta không nhìn vào được cái tâm huyết của em, nhưng mà người ta biết chắc chắn rằng cái dự án này thất bại thì người ta không ai bỏ tiền, và còn không ai bỏ tiền cho mình làm để xây cái ý tưởng hoặc là cái niềm mơ ước của mình. Cái nhà này anh không thể bỏ tiền để xây dựng ước mơ cho em. Nó cái đó là cái lời chân thành của anh không đầu tư. Cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn của anh. Đúng, khi em chia sẻ câu chuyện này với rất nhiều người, thậm chí là những người rất thân của em chửi em. Sáu tháng trời, bọn em loay hoay đi tìm các mối chỉ để đủ tiền nuôi anh em, chỉ để tiền để giữ cái giấc mơ này còn sống. Và hiện tại em sống đến bây giờ rồi. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Em bơm vào đây bao tiền rồi? Tiền của em là 1 tỷ. Tiền em đi vay cũng khoảng 1 tỷ. Đã có một cái tia sáng nào đó mà ví dụ như làm việc với cả cơ quan chức năng, ví dụ như cục đăng kiểm, cục giao thông đường bộ? Em thì chưa làm việc trực tiếp, nhưng em có quen một anh bạn dạy ở trường giao thông. Không biết là anh ấy có động viên em thật không, anh bảo cứ làm đi. Tại vì thực chất là ở trên Việt Nam có những chiếc xe nó chỉ có một cái thôi mà người ta vẫn phải đăng kiểm cho nó. Tôi thì thực ra tôi là một người mà cũng làm trong ngành ô tô khá là lâu và vẫn thường xuyên theo sát. Gần đây thì tôi có đầu tư và đưa một cái xe hybrid về Việt Nam. Những cái sản phẩm kiểu như thế, mặc dù là đã cố gắng để giá rất rất rẻ, nhưng mà vẫn còn quá đắt so với cho người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là tương lai gần, Việt Nam sẽ có những cái dòng xe loanh quanh khoảng trên dưới 100 triệu, 200 triệu. Và góc độ thứ hai thì tôi đánh giá cao cái sự tâm huyết của bạn trong cái việc nghiên cứu phát triển ra một sản phẩm này trong thời gian ngắn như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể flexible trong cái việc thay đổi cái sản phẩm mà. Và vì vậy cho nên là tôi muốn đồng hành cùng với bạn, có điều kiện là chúng ta phải có được một cái bước tiến đáng tin cậy trong việc khả năng đăng kiểm và lưu hành xe. Phải như thế tôi mới dành hơn. Đấy. Và cái thứ hai là tôi cũng đề nghị đồng hành vì bạn mới xuống khoảng 2 tỷ, đúng không? Tôi xuống 1 tỷ 8 mà cho tôi 5% thì nó hơi ít cá quá. Vì vậy cho nên là bạn xuống 2 tỷ thì bạn giữ 85%, tôi xuống 1 tỷ 8 tôi lấy 15%. Có thể chúng tôi sẽ ứng trước một phần nhỏ để các bạn tiếp tục hoàn thiện, bảo bây giờ hết tiền rồi đi vay rồi mà. Phải ứng trước độ khoảng một vài trăm triệu gì đó để cho các bạn sống đã để làm tiếp một vài việc, nhưng mà giải ngân chính thức thì là phải sau khi có những cái bước tiến đáng kể về mặt thủ tục đăng kiểm và lưu hành. Dạ vâng, cảm ơn sao. Tôi đã gặp các bạn rồi. Tôi nghĩ vậy, tôi đã nhận được một cái bức thư feedback. Đúng rồi.
pitch deck hoặc bức thư nào đó mà bạn trình bày câu chuyện giống hệt như vậy, nhưng mà khá là lâu rồi. Tôi chúc mừng các bạn bởi vì cái thời điểm đấy là cái bản MVP này còn chưa ra đời cơ. Bây giờ là đã được một cái bước tiến có lẽ là khá là tốt so với cái thời điểm đấy rồi. Tôi nhận được cái bức thư của các bạn nhưng mà tôi cũng cảm thấy là rất là xúc động vì bạn, cái câu chuyện của bạn như thế. Tôi đem đi tôi hỏi người khác là nếu bây giờ họ có tầm 100-120 triệu thì họ muốn mua một cái xe SH hay họ muốn mua một cái xe như thế này, thì cả 10 người họ đều nói với tôi rằng họ sẽ không mua cái xe như thế này. Cái việc mình nghĩ như thế nào không quan trọng bằng việc khách hàng ngoài kia họ nghĩ như thế nào. Và cái đấy mới là cái thứ quyết định là cái business của bạn có kiếm ra tiền hay không. Bạn là cái người có niềm đam mê và bạn cũng có năng lực, nhưng cái năng lực của mình phải đặt đúng chỗ và đặt đúng thị trường. Chúng tôi cũng đã đầu tư xe điện vào năm 2019 và đến thời điểm hiện tại họ đã commercialize toàn bộ rồi. Đấy là đội kỹ sư mà từ Michigan về, nhưng họ không chọn làm ô tô bởi vì làm ô tô điện là một cái cuộc chơi mà quá là tốn nguồn vốn, tốn nguồn lực. Nhưng mà xe điện nó sẽ làm đảo lộn trật tự thế giới mới của đúng đúng cái đấy em không, cái đấy em không phủ nhận nha. Nhưng ý là ở đây tại sao họ có khả năng họ làm cái xe ô tô điện nhưng họ không làm, tôi sẽ không đầu tư. Nhưng mà với kinh nghiệm mà tôi đã được đầu tư xe điện thì tôi sẽ cho các bạn một vài cái lời khuyên tiếp theo, bởi vì chúng tôi đã trải qua cái giai đoạn đấy rồi. Đấy là sau khi mà mình ra được các cái phiên bản hoàn thiện ấy, mà mình chuẩn bị mình thương mại hóa thì bạn sẽ gặp một vấn đề rất lớn về dòng vốn. Người ta sẽ mua chiếc xe có sẵn chứ không ai ứng trước tiền cho bạn để làm một cái chiếc xe này cả. Thế vậy nó cần một cái nguồn vốn cực kỳ lớn. Nếu bạn vẫn muốn, bạn vẫn có thể làm, nhưng mà mình cần phải thực tế hơn và mình cần đi sâu sát với thị trường hơn. Thẳng thắn là chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ lên Sóc Trăng cả. Thậm chí mình còn rất sợ bị mắng, bị chửi, bị từ chối rồi ê mặt. Đối với giờ với mình nỗi sợ lớn nhất là phải nên gặp anh em mà nói anh hết tiền rồi, chúng ta giải tán. Thực ra đối với sản phẩm này thì không phải là so sánh với cái SH mà so sánh với người đang có cái ô tô và họ mua thêm cái này để chạy trong bán kính gần. Tôi làm một quỹ đầu tư bảo hiểm ở Silicon thì tôi gặp các bạn, người kỹ sư như các bạn và những cái ý tưởng các bạn rất là nhiều và tôi rất là muốn thích những cái ý tưởng đột phá. Nhưng mà nó phải có cái gì nó một cái lợi thế cạnh tranh. Thì nếu mà cái chiến lược phát triển kinh doanh sẽ là vào một thị trường khác, ví dụ như Mỹ, châu Âu và Nhật, thì cái lợi thế cạnh tranh nó phải là một cái bản quyền, cái gì nó độc đáo về cái xe này. Cái lợi thế cạnh tranh của bạn là cái gì nó sẽ rào cản người khác làm không có được. Em nghĩ số 1 sẽ là cost. Giá cost của nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với các cơ chế cân bằng của các xe hiện tại. Mình có thể cạnh tranh với Trung Quốc được không? Nếu mà nói cost về sản xuất là không cách nào mà cạnh tranh với Trung Quốc dạ được. Vâng, chính xác ạ. Nếu mà cạnh tranh với Trung Quốc ở sân chơi quốc tế thì em nghĩ thì là mình sẽ mất cái sự lợi thế đó. Dạ, vâng. Em trở về vấn đề kia là em có cái gì đột phá bản quyền mà người khác làm không được không? Em nghĩ là cái cơ chế tự động cân bằng của bọn em. Khi em có cái đó thì chúng ta sẽ nói chuyện được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ không đầu tư. Dạ vâng, cảm ơn xác ạ. Mời bạn chốt. Xác là 1 tỷ 8 đổi lấy 15% đúng không ạ? Cho các sao cho em xin 2 phút được. Ok. Dân kỹ sư khác nhỉ? Dân kỹ sư nó khác với dân khác. Nó hưng mà ủng hộ họ được thì tốt quá. Từ nó khoảng dưới 200 triệu chứ. Cái này thành công hơn nếu mà biến thành ô tô. Có người như Hưng vào thay đổi về cái chiến lược, nhìn vào một cái hợp tác với nhóm khác. Cảm ơn anh Hưng. May quá được anh có thể rót vốn. Điều sợ nhất là không xảy ra rồi. Em xin offer ngược lại anh. Đó là 1 tỷ 8 đổi lấy 10% cổ phần của công ty, tất nhiên với các điều kiện anh đưa ra. Và em sẽ tặng anh 3% cổ phần để anh đồng hành cùng bọn em trong quá trình thương mại hóa, không chỉ sản phẩm này. Thực ra thì tôi thực sự là với cái mức offer của tôi là 15% là đưa ra mức giá để không đàm phán. Chứ còn nếu mà để đàm phán thì tôi phải đưa 25%. Dạ vâng, nhưng mà xác sẽ là một phần trong team của em. Ok, thì nếu thế thì chúng ta sẽ thống nhất là tôi sẽ đầu tư cho bạn 1 tỷ 8 đổi lấy 12% cổ phần góp vốn và cộng thêm 3% free share cho sự đồng hành của tôi. Với điều kiện là các bạn phải có những bước tiến rõ rệt và đáng tin cậy trong việc xin được cái cấp phép về việc đăng kiểm và lưu hành trên phương tiện giao thông đường bộ. Ok anh, dạ em cảm ơn anh. Đồng ý. Cảm ơn các sao ạ. Ok. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.
nâng một ly bia để ăn mừng thành công và một bước tiến mới của startup. Xin mời tất cả các sắc cùng chung vui với chúng tôi. Xin mời các sang ạ. Cảm ơn các sang. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh em. Em cảm ơn anh lần nữa. Vâng, chúc anh sức khỏe. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. We only need the two of us together. Cause we got love. Có lẽ đầu tiên là mình về sẽ phải nhậu một bữa. Không phải vì mình chốt được deal với Sắc Hưng đâu, nó là một phần thôi. Tại vì trước khi vào đây quay chương trình thì mình có nói với anh em là anh không nghĩ là anh có thể gọi được vốn đâu. Nhưng mà có một cái anh sẽ làm được, là câu chuyện của chúng mình sẽ được nhiều người biết đến. Bố mẹ anh em sẽ hiểu là tại sao các anh em vất vả trong một khoảng thời gian một năm trời như thế. Mình kỳ vọng là sẽ được làm việc với Sắc Hưng nhiều hơn, như một phần của team của mình, chứ không phải là đứng vai trò của một nhà đầu tư. Để thương mại hóa một sản phẩm thì đó là một con đường rất dài, nên mình rất cần Sắc Hưng như một người bạn đồng hành cùng chúng mình trên con đường thương mại hóa sản phẩm. Nâng lên mọi cột mốc cùng Crossberg. Chất men của thành công. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Nâng lên mọi cột mốc cùng Crossberg. Chất men của thành công. Crossberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.